Sách trời ghi rõ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, nữ mạng, được thần Phật chia chở, các tinh cao chiếu, đội vận giàu sang, tiền tài như ý, giàu có bất ngờ, tiền vàng ngập két trong năm Giáp Thìn 2024 nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Hoan hỷ gửi lời chào thân thương nhất đến quý khán thính giả đang theo dõi chuyên mục tử vi trên kênh Minh Đường Tử Vi. Quý tín chủ tuổi Mậu Thân kính mến, trong cuộc sống này ai ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn và thành công. Có nhiều người tuy không được sinh ra trong gia đình giàu có đủ đầy nhưng nhờ trời ban cho nhiều phước lành cho nên đã vượt qua được mọi khó khăn gian khổ và tạo cho mình được nhiều cơ hội để đổi đời. Và thành công bao giờ cũng thế, luôn phải đánh đổi bằng sự cố gắng, nỗ lực không ngừng. Nếu như biết giữ vững tâm thế, kiên cường trước mọi sóng gió, thì tương lai ắt sẽ gặt hái được thành công và trở nên giàu có. Mới đây nhất, khi đoạn giải lá số tử vi của 12 con giáp, các bậc thầy tử vi bất ngờ tiết lộ rằng người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 đã phải đối mặt với không ít những khó khăn, sóng gió, thậm chí là mất mát, thất thoát rất nhiều. Thế nhưng những người này luôn tin rằng chỉ cần cố gắng, vững tâm, không đầu hàng nghịch cảnh thì mọi thứ đều sẽ vượt qua. Và đặc biệt, bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý tín chủ tuổi Mậu Thân, nữ mạng, nếu như biết đón nhận ba cơ hội vàng hiếm có này thì chắc chắn tài vận và sự nghiệp sẽ thay đổi bất ngờ, tiền bạc cứ thế ào ào đổ về như thác lũ, trúng số liên tiếp, giàu có hơn người. Vậy vận trình của quý tín chủ tuổi Mậu Thân, nữ mạng diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 như thế nào? Ba cơ hội vàng trong năm đó là gì? Thì ngay sau đây, xin mời quý tín chủ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Thần Phật che chở, cát tinh cao chiếu, tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, nữ mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024, vận số, cực may. Cực đỏ, làm ăn trúng lớn, trúng số độc đắc, trăm tỷ cầm tay, con cháu ba đời ăn không hết của, nếu như biết được cơ mệnh này. Đầu tiên, đặc trưng tính cách tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, nữ mạng. Mậu Thân, hay còn được gọi là độc lập chi hầu, thủy độc lập. Năm sinh dương lịch, từ 29 tháng 1 năm 1968 đến 15 tháng 2 năm 1969. Mệnh đại trạch thổ, đất nhà lớn, khắc thiên thượng thủy. Con nhà huỳnh đế, quan lộc, xương con khỉ, tướng tinh con lạc đà, Phật bà quan âm độ mạng. Thiên can mậu, tương hợp, quý, tương hình, nhâm, giáp, địa chi thân, tam hợp, thân tí thìn, tứ hành xung, dần thân tị hợi. Tuổi Mậu Thân nữ mạng, với nạp âm hành thổ do can mậu thổ, ghép với chi thân kim, thổ sinh nhập kim, nạp âm và can lẫn chi đều tương hợp ngũ hành, cuộc sống được nhiều xuôi thuận về mặt tài lộc, công danh, tiền của dễ tạo, là người thông sáng, khôn ngoan, đa tài, đa nghệ, ham học hỏi, nhưng mau chán về công việc cũng như ham muốn, nên đường đời có nhiều đổi thay. Ngoại trừ người sinh vào ban đêm của hai mùa, thu, đông, được hưởng nhiều phúc lộc, tránh được sóng gió của biển đời, nghịch sanh phải vất vả, thăng trầm, tha phương lập nghiệp, tiền bạc không thiếu, nhưng nặng nợ về tình duyên, có người thất vọng muốn nương thân vào tôn giáo. Tuổi Mậu Thân thiên can mang chữ Mậu, có các sao Tham Lang, Thái Âm, Hữu Bật, Thiên Cơ và Tứ Hóa, là người có óc cầu tiến, nhiều tham vọng, thích hợp với các ngành nghề có tính chất vui chơi, giải trí và giỏi về thực hành hơn lý thuyết. Mậu Thân sinh năm 1968 là người khôn ngoan, tài trí gan dạ nhưng lại hay nôn nóng nên sự thành công và thất bại đều dễ xảy ra trên đường đời. Trong cuộc sống, tuy vất vả khó khăn thời trẻ nhưng từ trung vận trở đi sẽ là thời gian có thể tạo công danh, có nhiều thành tựu. Từ giai đoạn này nếu chú tâm vào công việc, giữ lòng thủy chung trong tình cảm, sự nghiệp sẽ dễ phát triển và ngày càng sung túc. Nữ tuổi Mậu Thân có tài nghệ thuật ngoại giao rất tốt, giỏi về việc đầu tư tài chính, dễ thu được những khoản tiền lớn bất ngờ, họ thường gặp quý nhân giúp đỡ, ngày càng phát triển thịnh vượng giàu sang phú quý. Bất lợi nhất đối với họ là quan hệ với anh em trong gia đình không được hòa thuận, dễ bị liên lụy bởi những người này, cần đề phòng các bệnh về gan mật, xương khớp, tay chân. Người tuổi Mậu Thân nữ mạng có tuổi thơ gặp nhiều vất vả, nhưng đến trung vận thì có nhiều may mắn, đạt được thành công ở mức khá, đến hậu vận sống yên ổn. Dù vẫn tồn tại một vài vấn đề cần suy nghĩ. Sự nghiệp của bản mệnh vững chắc vào độ tuổi 40 trở đi, tiền bạc tương đối dư giả, có của ăn của để.
hôn nhân của phụ nữ tuổi này khá ổn định, đa phần gia đình hòa hợp, vợ chồng dù mâu thuẫn với nhau nhưng vẫn có thể hòa giải. Nếu chọn được người có tuổi phù hợp thì đôi bên có thể giúp đỡ lẫn nhau trong chuyện làm ăn, công danh khiến mọi việc thuận buồm xuôi gió. Nhìn chung, cuộc đời nữ mạng Mậu Thân ở tiền vận có chút khó khăn, hậu vận có hơi phiền muộn nhưng được thịnh vượng và gặp nhiều may mắn ở trung vận. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 78 tuổi đến 87 tuổi. Những người ăn ở hiền lương làm nhiều điều tốt, tích nhiều phúc đức thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Xét tổng quan tử vi tuổi Mậu Thân, nữ mạng trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nữ mạng tuổi Mậu Thân theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Mậu khắc giáp, một vài yếu tố ngoại cảnh tác động khiến tâm tính dễ nóng nảy, sức khỏe giảm sút. Xét về địa chi, Thân gặp Thìn Lâm cục diện tam hợp thái tuế, báo hiệu một năm mới vượng vận quý nhân. Lúc khó khăn có người phù trợ dễ dàng đạt được thành công mong đợi, tiền bạc dư dôi hơn so với năm cũ, quan hệ vợ chồng con cái ổn định. Xét về ngũ hành, bản mệnh được lưu niên tương sinh có lợi cho sức khỏe, những ai ốm lâu ngày hoặc mắc bệnh mãn tính có cơ hội gặp thầy thuốc nhanh khỏe lại, tài lộc cũng có dấu hiệu khởi vượng, tiêu pha không còn quá eo hẹp. Tiểu kết, năm 2024 là một năm khá may mắn đối với người tuổi Mậu Thân nữ mệnh, bạn làm việc gì cũng được người trợ giúp, nhờ thế mà dễ gặt hái được thành công ngoài mong đợi, cả về sự nghiệp và tài lộc. Phương diện tình cảm cũng hài hòa, quan hệ vợ chồng con cái yên bình, ít khi mâu thuẫn. Thứ hai, xem tử vi Mậu Thân sinh năm 1968 nữ mạng, theo sao hạn. Năm 2024, nữ mạng tuổi Mậu Thân gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh, trong cửu diệu niên hạn, sao Mộc Đức chính là một phúc tinh. Sao tốt mang lại điều tốt, may mắn trong công việc, sự nghiệp thăng tiến thuận lợi, gia đạo bình an, hôn nhân hòa hợp. Về đường công danh, người được sao Mộc Đức chiếu tới sẽ được quý nhân phù trợ, gặp nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong sự nghiệp, thêm nhiều bạn bè mới, thầy giỏi, bạn tốt, mở ra nhiều cơ hội hơn trong học tập, sự nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì vẫn mang đến một số hạn xấu, đặc biệt là về sức khỏe, nữ giới sao Mộc Đức chiếu mạng, cần đề phòng các bệnh về máu huyết khó thông dẫn tới thiếu máu, mất ngủ, mệt mỏi, đồng thời cũng cần chú ý đến các bệnh về thị giác. Viết về sao này có bài thơ như sau. Mộc Đức tọa mệnh trong năm, tháng 10 tháng chạp tin mừng tới thăm, được người trợ giúp không ngừng, tiền bạc vay mượn đem cho nhẹ nhàng, thanh long chiếu mệnh vững vàng. Có người chỉ bảo vượng đường làm ăn, ví như trời tối gặp trăng, cá kia vào nước làm ăn rõ đường, sao tốt Mộc Đức Thái Dương, nếu gặp hạn nặng chớ khinh thường tất an. Trong năm mệnh chủ được sao Mộc Đức chiếu sẽ gặp nhiều may mắn, tháng 10 và tháng 12 âm lịch có tin vui, được quý nhân giúp đỡ về vấn đề tiền bạc, sức khỏe suôn sẻ, sự nghiệp hanh thông. Người có sao Mộc chiếu mạng có thể gặp được quý nhân chỉ bảo trên con đường sự nghiệp kinh doanh, dù gặp tai ương hoạn nạn cũng biến nguy thành an, chuyển hóa thành phúc nên không phải quá lo lắng. Nhìn chung, những ai có sao này chiếu mạng thì nên chuẩn bị thật tốt những kế hoạch, dự án mà mình ấp ủ để triển khai. Khi đang ở cát vận, may mắn trong công việc, có bạn bè mới thăng quan tiến chức, quý nhân trợ mệnh, hôn nhân hòa hợp tốt về mặt cưới hỏi, công việc bình an, sinh tài sinh lợi, người mệnh kim hoặc mệnh mộc, gặp mộc đức tinh thì sẽ gặp trở ngại ở tiền vận, nhưng cuối năm lại thuận lợi, an toàn. Khi ở hung vận, đề phòng thương tật ở mắt, da trạch gặp bất hòa, nhưng mọi người trong nhà đều bình an không có gì đáng ngại. Chiếu theo ngũ hành thì Mộc Đức Tinh thuộc hành Mộc, vậy nên sẽ hợp các màu thuộc mệnh thủy tương sinh và mộc tương hỗ, đồng thời kỵ các màu thuộc hành kim tương khắc, hành hỏa sinh xuất. Do đó, bản mệnh nên dùng các màu sắc của hành thủy và hành mộc để vượng vận, hạn chế dùng hành kim và hành hỏa để tránh gây ra những ảnh hưởng xấu đến vận trình, cụ thể như sau. Mộc Đức kỵ các màu thuộc hành kim là trắng, bạc, ánh kim và màu thuộc hành hỏa là hồng, đỏ, tím. Mộc Đức hợp với các màu thuộc hành thủy là đen, xanh nước biển và màu thuộc hành mộc là xanh lá cây. Thứ ba, xem tử vi nữ mạng tuổi Mậu Thân theo niên hạn là hạn tam kheo. Hạn tam kheo là hạn chủ về sức khỏe, nữ mệnh tuổi Mậu Thân trong năm 2024 gặp hạn tam kheo nên chú ý các vấn đề về khớp, tránh ở những nơi ẩm thấp, không nên đến những chốn đông người, tránh kích động khi gặp những tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống vì dễ dẫn đến chấn thương do xô xát. Ngoài ra, người gặp hạn tam kheo cũng cần nên đề phòng những chấn thương ngoại khoa như tay chân, xương khớp. Người xưa dùng câu tam kheo thống nhãn thương thủ túc để mô tả tất cả những việc mà những người gặp hạn tam kheo phải gánh chịu trong vòng một năm. Về sức khỏe,
Những người có hạn tam kheo trong năm cần chú ý thường bị đau mắt và tay chân. Những tuổi gặp năm hạn tam kheo có thể bị các bệnh suy giảm thị lực, đau mắt, cận thị. Một số người khác có thể mắc các bệnh liên quan đến xương khớp, tay chân hoặc bị té ngã dẫn đến tay chân bị thương tích. Về đời sống, không nên tụ họp ở những nơi đông người, tránh xa những sự khiêu khích và phải nhẫn nhịn trước những lời khiêu khích này, cũng như nhẫn nhịn trước mọi việc, nếu không rất có thể những điều này sẽ gây nên sự rắc rối trong cuộc sống cho bạn. Những cách giải hạn tam kheo có thể kể đến như sau. 1. Nên tu dưỡng bản thân, trau dồi phẩm chất đạo đức, làm nhiều việc thiện lương, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người khác thường mang lại may mắn cả về sức khỏe lẫn công danh. Có thể nói, đây được coi là cách giải hạn tam kheo nói riêng, cũng như mọi loại hạn nói chung. 2. Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ thị lực nên tăng cường vitamin A trong thực phẩm, hạn chế tiếp xúc với nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh, khói bụi, ô nhiễm, giữ vệ sinh nguồn nước cũng rất quan trọng. Những ai đang làm công việc liên quan đến cơ khí hàn gắn thì cần phải trang bị bảo hộ đầy đủ, kỹ càng. Khi làm việc với máy tính, điện thoại với cường độ lớn thì cần nghỉ ngơi phù hợp. 3. Vận dụng cách giải hạn tam kheo, việc cải thiện phong thủy nhà ở cũng được đề cập đến, tránh để tình trạng hơi ẩm cao, giữ ấm khi thời tiết chuyển lạnh để đề phòng các bệnh về xương khớp, tay chân. Ngoài ra nên vận động thể dục, thể thao để có sức khỏe tốt. 4. Đối với các vấn đề thị phi, miệng tiếng, châm biếm, đả kích, phê bình thì các bạn nên có kiến giải thông đạt, không nên chấp vặt thù dai để bụng, để tinh thần chất chứa những điều không vui, hãy coi như họ nói đùa mà thôi. Thứ tư, vận niên năm 2024 của tuổi Mậu Thân nữ mạng. Năm 2024 tuổi Mậu Thân nữ mạng gặp vận niên Thử Quy Điền. Vận niên Thử Quy Điền là vận niên mang ý nghĩa tốt, chủ về hình tượng chuột về đồng ruộng. Gặp vận niên này, chủ mệnh dự báo đưa tới những may mắn bất ngờ, được quý nhân giúp đỡ cho các công việc và có sự hợp tác với người khác. Đầu tư tiền bạc kinh doanh thì đều dễ đưa tới thành công, phương diện tiền bạc cũng tương đối đẹp, quan lộc cũng có cơ hội thăng tiến nhưng nên cẩn thận kín đáo, năm này có chuyện hỷ sự. Thứ năm, xem vận hạn năm 2024, tuổi Mậu Thân nữ mạng theo tuổi âm. Tam tai năm 2024. Năm cuối tam tai là một năm để hồi phục và trở mình mạnh mẽ trên bước đường công danh sự nghiệp và tài lộc của bản mệnh. Năm nay tài lộc bắt đầu trở lại, mâu thuẫn sẽ có cơ hội thăng tiến, gặp nhiều may mắn hơn. Nhưng lưu ý trong năm này, bạn không nên kết thúc công việc quan trọng nào nhé. Kim Lâu năm 2024. Phạm Kim Lâu Tử, hại cho con cái nếu như đương số tiến hành xây dựng sửa nhà hoặc mua nhà cửa trong năm. Hoàng Ốc năm 2024. Phạm Hoang Ốc sẽ là điều phạm kỵ nếu tiến hành mua hoặc xây nhà trong năm. Tiểu kết. Vận trình trong năm tương đối tốt đẹp, có nhiều khởi sắc và thuận lợi, tài lộc đủ đầy. Tuy nhiên tuổi Mậu Thân nữ mạng năm 2024, phạm hạn Kim Lâu và Hoang Ốc cũng nhắc nhở bản mệnh không nên đứng ra lo việc đại sự của con cháu như cưới hỏi, mua, xây cất nhà cửa. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi Mậu Thân nữ mạng. Tử vi nhận định tuổi Mậu Thân nữ mạng bước sang năm Giáp Thìn 2024 sẽ là thời điểm may mắn và cát lành cho bạn. Trong cuộc sống của người tuổi Mậu Thân nữ mạng sẽ có nhiều tiến bộ đáng kể và mọi việc thuận lợi diễn ra như ý định. Vì thế, bạn có thể dành nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống hơn, yêu thương tự tin vào bản thân mình và thoải mái làm những việc mà bạn yêu thích. Về mặt sự nghiệp, bước sang năm Giáp Thìn 2024 được sự ủng hộ của vận niên Thử Ngộ Điền là chuột về đồng. Nữ tuổi Mậu Thân tha hồ đón nhiều cơ hội ập đến, vận may hội tụ, chỉ cần bản mệnh làm tốt công việc của mình, khiêm tốn giữ mình, đừng kiêu căng tự phụ, hành sự khéo léo hơn một chút thì tự nhiên sẽ giảm thiểu rất nhiều rắc rối tới quấy rầy do tam tai trong năm gây ra. Nhờ đó, sự nghiệp của bản mệnh sẽ thuận buồm xuôi gió, rất nhiều vấn đề khúc mắc trước đó bỗng tìm ra cách giải quyết hợp tình hợp lý, khơi thông thế tế bế tắc nhanh chóng. Với Mậu Thân nữ mạng, bạn có thể mong chờ những tin vui sẽ đến ngay vào đầu năm mới 2024 này. Đây là thời điểm người tuổi Mậu Thân nữ mạng có thể gặt hái thành quả do những nỗ lực đã bỏ ra trong thời gian qua. Ở nơi làm việc, tuổi Mậu Thân nữ mạng được tôn trọng, đánh giá cao và được cất nhắc. Đây được coi là phần thưởng tự nhiên cho những nỗ lực và sự công nhận về giá trị kinh nghiệm của người tuổi Mậu Thân. Thêm nữa, các mối quan hệ nơi làm việc của bạn cũng khá tốt đẹp trong năm 2024 này. Bên cạnh bạn luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ bạn khi được yêu cầu. Khi cần đừng ngần ngại sử dụng sức mạnh tập thể, đó sẽ là cách để bạn đi xa nhanh hơn.
về mặt tài lộc. Với việc được cả hai hành tinh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, bản mệnh có nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, các hoạt động cầu tài diễn ra khá thích hợp, khởi sự tốt đẹp đúng như mong muốn của Mậu Thân nữ mạng. Đặc biệt, người kinh doanh buôn bán được dự báo là sẽ có nhiều vượng khí hơn hẳn. Trong khi đó, người làm công việc cố định hoàn toàn hài lòng với mức thu nhập hiện tại từ công việc chính của mình. Trong năm 2024, cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới cùng lúc, khiến tuổi Mậu Thân choáng ngợp và lúng túng vì không nên biết bắt đầu từ đâu. Cơ hội nhiều và có sẵn, vậy nên vấn đề của bạn là tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình. Chớ nên ôm đồm nhiều việc cùng lúc, tham quá hóa thâm, việc hợp với người khác chưa chắc bạn đã thành công nếu làm theo. Chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút, bạn hoàn toàn có thể tìm ra hướng đi phù hợp để bắt đầu. Có rất nhiều điều kiện thuận lợi để Mậu Thân thu tiền về túi, song dù có nóng lòng muốn gia tăng tài sản đến đâu, bạn vẫn nên tính toán đến tính hợp lý và an toàn. Làm gì cũng phải toan tính cẩn thận, đánh giá tình hình khách quan và khôn ngoan hơn, kẻo cơ hội đến nhưng lại chịu thiệt vì sự nóng vội của bản thân. Về tình cảm gia đạo, tử vi năm Giáp Thìn 2024 dự đoán tuổi Mậu Thân nữ mạng nhận được nhiều tin vui trên phương diện tình cảm, gia đạo hài hòa. Vợ chồng duy trì mối quan hệ cân bằng và hài hòa, cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau nên những hiểu lầm hoặc tranh cãi giảm đi đáng kể. Người làm cha mẹ cũng giữ được quan hệ hòa hợp với con cái, dưới sự cổ vũ của bản mệnh, con cái có thể gặt hái được những thành tích cao, khiến bầu không khí gia đình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui. Về mặt sức khỏe, về tình hình sức khỏe của người tuổi Mậu Thân nữ mạng lại không quá lạc quan trong năm nay, đa phần do chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ và hạn Tam Kheo. Vì thế, dù ở lứa tuổi nào, bản mệnh cũng cần hết sức giữ gìn, nếu không dễ vướng phải những hậu quả đáng tiếc. Dù công việc có bận rộn đến mấy, con giáp này cũng cần nghỉ ngơi đúng giờ, tránh bỏ bữa hoặc ngồi một chỗ quá lâu, bởi như vậy dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc dạ dày. Khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận trình máy móc, bạn cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá mức, dễ dẫn đến tai nạn gây tổn hại cho sức khỏe. Tốt nhất hãy sắp xếp thời gian biểu hợp lý để cơ thể không phải làm việc quá sức. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh cũng nên chọn hình thức rèn luyện thể dục thể thao phù hợp để thể trạng của mình. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nữ mệnh Mậu Thân, sinh năm 1968. Cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024. Sao Mộc Đức thuộc hành Mộc nên dùng màu xanh lá thuộc hành Mộc để tăng cường cát khí của sao tốt chủ về công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào, tình cảm hôn nhân hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt, cũng có thể đeo đá màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Cách hóa giải hạn tam kheo năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ, đồng thời duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng, đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp, tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đương số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm, mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác, đặc biệt là những người làm cơ khí, nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Sử dụng vật phẩm phong thủy. 1. Tỳ hưu phong thủy. Tỳ hưu trong phong thủy có nhiều mục đích sử dụng khác nhau, tùy vào từng hoàn cảnh của người đang sở hữu. Tỳ hưu còn có tác dụng hóa giải ngũ hoàng đại sát. Ngũ hoàng đại sát là một sát tinh trong phong thủy. Khi nó vào nhà thì tác dụng của nó vô cùng đáng sợ, mang đến những điều bất lợi cho những thành viên trong gia đình về sức khỏe và tài vận. Vì thế, người mang mệnh thổ tuổi Mậu Thân có thể sử dụng tỳ hưu bằng ngọc đá hoặc kim, mang màu sắc tương sinh như đỏ, vàng, nâu đất để sử dụng tốt nhất. 2. Tiền xu, tiền cổ. Tiền xu cổ luôn là một pháp khí được sử dụng rất nhiều ở trong phong thủy. Những đồng tiền xu là biểu tượng của nguồn tài lộc và của cải.
Cát khí của nó không những tham gia gia tăng tài lộc mà còn có thể đem lại nhiều may mắn về công danh sự nghiệp và giúp giải trừ tai họa, hóa giải tiểu nhân. Tiền cổ phong thủy có nhiều loại và những ý nghĩa khác nhau. Đối với người Mậu Thân có thể sử dụng các loại tiền xu nâu từ 3 đến 9 đồng để hóa giải vận hạn, thịnh vượng về tài lộc. 3. Bát quái phong thủy. Có nhiều loại gương bát quái khác nhau như gương lồi, gương lõm và gương phẳng trong phong thủy. Mỗi loại có thể giúp mang đến những tác dụng phong thủy khác nhau. Do đó gia chủ cần phải đủ hiểu, đủ đúng về tác dụng phong thủy của gương bát quái để có sự lựa chọn phù hợp cho ngôi nhà của mình. Để giải trừ các vận hạn không tốt cho nhà ở, gia chủ tuổi Thân có thể sử dụng gương lồi để hóa giải sát khí trước nhà, gương lõm để hóa giải hướng nhà xấu. 4. Chuông gió phong thủy. Chuông gió ngoài tác dụng trang trí, tạo âm thanh trong trẻo, còn có tác dụng trừ tà khí, sát khí nếu bạn đang sử dụng đúng phong thủy. Với người tuổi Mậu Thân mệnh thổ, nên chọn những loại chuông gió mang màu đỏ hoặc màu vàng, màu đất sẽ tốt nhất, nên sử dụng chuông gió làm từ chất liệu bằng đá, kim loại sẽ tốt hơn bằng gỗ. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Mậu Thân, nữ mệnh trong năm 2024 này. Nếu hỏi bí quyết làm giàu của những người thành công, bạn sẽ nhận ra mẫu số chung của hầu hết họ đó là từ khó khăn vất vả mà đi lên. Quá trình đó họ phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt, còn những ai làm giàu nhanh thì tiền của cũng ra đi nhanh chóng, chóng vánh như cách nó đến vậy. Thế nên, để có được sự giàu có bền vững, Đức Phật luôn khuyên chúng ta đó là luôn chăm chỉ, cần cù, nhẫn nại, làm việc gì cũng phải hết mình. Tận tâm thực hiện đến cùng mới mong có được kết quả, mới thấy khó mà bỏ cuộc thì không có cơ hội chinh phục các thử thách, cũng không có cơ hội tiến bộ về trí tuệ. Hãy lấy lao động là vinh quang vì qua đó chúng ta mới khai mở trí huệ của mình, nhưng cũng phải đủ kiên nhẫn cho tới khi thấy được thành quả thực sự, chứ không nên đứng núi này, trông núi nọ. Dù có ước mơ làm giàu nhưng không kiên trì, nhẫn nại thì chỉ sôi hỏng bỏng không, dù đã hoàn thành 90% quá trình làm giàu, chỉ còn thiếu 10% nữa, nhưng vì quá chán nản mà bỏ cuộc. Không chịu tiến bước thì cuối cùng vẫn bị rơi vào cảnh nghèo khó trong nay mai mà thôi, như vậy chỉ uổng phí thời gian và công sức suốt 90% đó, mà cuối cùng không thoát ra được vòng luẩn quẩn của đói nghèo. Hãy nhớ lời Phật dạy về nguyên tắc của sự giàu có, để luôn chăm chỉ nhẫn nại trong suốt hành trình của mình. Đừng vì chưa thấy chút thành quả nào đã nản chí bỏ cuộc, nếu gặp khó khăn thì kiên trì tháo gỡ từng chút một, tin rằng ta đang phải giải một bài toán khó. Giải được rồi ta sẽ thông minh lên và giàu có gấp bội, đó cũng là việc rất thú vị trong quá trình làm giàu mà ai cũng phải trải qua và không có ai là ngoại lệ. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, nữ mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.